chào tất cả mọi người. Tiếp tục với series trước thì Mike đã review cái dòng xe 50. Thì Mike đã nhắc với mọi người rằng là nếu mọi người đang quan tâm dòng xe 50 thì không nên bỏ qua những video tiếp theo, đặc biệt là video này của em nhé. Thì hôm nay thì em sẽ cho lên sóng một dòng xe gọi là dòng xe cực kỳ xịn sò của dòng xe 50, tay ga 50. Nó cái dáng của nó giống như Vespa vậy, nhưng mà người ta hay gọi là Vespa 50, nhưng thực chất nó là dòng xe Espero nha mọi người. Espero đó, của dòng xe 50 này. Và đặc biệt là cái dòng xe này thì hiện tại bên em có hai mẫu. Thật ra màu sắc bên em có rất là nhiều màu luôn. Nếu mọi người đã từng theo dõi cái video clip mà cái đợt Tết thì Mai có review cái dòng xe màu cam, cũng là Espero luôn, nó màu cam rất là đẹp. Thì hôm nay sẽ là màu đen này, đen huyền bí, đen sang trọng. Và đặc biệt là em sẽ giới thiệu cho mọi người biết là hiện tại là có hai loại đèn nha mọi người. Nếu như mọi người thích đèn đèn vuông thì có thể chọn cái em xe này của em, hoặc là đèn tròn thì em cũng có nha mọi người. Đấy, đèn tròn có, đèn vuông cũng có, nhưng mà giá cả của nó sẽ là như nhau nhá. Giá hiện tại của dòng xe này là 20.500.000 đồng, thì giá này em Mai đã bao VAT, cam kết không phát sinh một chi phí nào nha mọi người. Đó, một dòng xe gọi là Vespa 50 ấy, nhưng thực chất nó là Espero đó. Đặc biệt là bên em có hỗ trợ trả góp. Đấy, có hỗ trợ trả góp cho dòng xe này luôn. Nếu mọi người mua góp thì thủ tục chỉ cần là căn cước công dân gắn chip và đủ 18 tuổi. Đủ 18 tuổi nhưng mà đủ ngày đủ tháng. Và đặc biệt là mọi người có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế nữa thì càng tốt. Và có thể là mình mua cho ba mẹ này, mua cho các cô đi vẫn đường. Tại vì dòng xe 50 đi cũng nó rất là nhẹ luôn. Đấy, cốp xe đây mọi người. Em vẫn chưa bóc tem nhá, vẫn có bình xe này, có kính xe nha mọi người. Đấy, cái cốp xe nó rất là rộng luôn, bỏ được nón này, bỏ được áo mưa này. Trong mỗi cốp xe mọi người nên có một áo mưa đi đường, tại vì là thời tiết Bình Dương bây giờ nó rất là dễ mưa nha các bạn. Đó, và nếu mà mọi người không, ví dụ là không thích màu đen thì bên em có màu khác, mọi người chỉ cần alo cho em Mai qua số điện thoại hotline Zalo là 0325333789 để em Mai gửi những cái số mẫu xe của dòng xe Espero 50 này cho các bạn tham khảo qua. Màu nào bên cũng có nha mọi người, và có đèn vuông, đèn tròn bên đều có hết. Và hiện tại thì cửa hàng em nằm ngay mặt tiền quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào đang có nhu cầu mua xe và cô chú anh chị muốn rước ngay một dòng xe 50 này về cho mẹ này, hoặc là về cho con của mình để cho các bạn học sinh đi học ấy, thì hãy nhanh tay alo cho em Mai để được đặt lịch hẹn. Khi mà liên hệ đặt lịch trước với em Mai khi qua cửa hàng được hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu tiền xăng xe đi lại. Và hiện tại thì bên em có thu xe cũ đổi xe mới, có hỗ trợ ship xe toàn quốc đi 63 tỉnh thành nhá. Và nếu mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết về dòng xe này thì hãy nhanh tay alo cho em Mai nha mọi người. Xin chào.